và chào mọi người bộ cô không biết cô không được chào đón ở đây hay sao tôi biết mà nhưng đây là nơi duy nhất tôi có thể tìm anh chủ tịch à à sao tự nhiên à cô lại tới đây và cô biết nga à? xin lỗi vì không mời mà tới đáng lẽ tôi nên xin phép trước khi tới đây nhưng tại tôi có chuyện gấp quá nên mới đường đột như vậy tới mà không nói trước với chủ nhà bà nghĩ bà là ai mà muốn tới là tới bà mau ra khỏi đây giùm cho bình tĩnh đi để cô ta nói thử coi là chuyện gì không được đâu đây là chuyện cần nói riêng với ông nghị viên thôi được rồi tôi xin lỗi mời mọi người tranh mặt một chút đi cô theo tôi chuyện này là sao tự nhiên cô tới đây là có ý gì đây hả chuyện gấp mà cô nói là chuyện gì muốn nói chuyện với tôi chuyện gì thì nói đi tóm lại nếu ông có vị trí tốt thì tôi cũng hy vọng rằng ông sẽ đảm bảo được an toàn cho chúng tôi à. cảm ơn đợt kiểm toán năm ngoái nha. vì sao không gặp bất cứ vấn đề nào hết nhờ vậy mà tôi mới sống sót cho tới bây giờ con trai với lại con gái ông hai người đó vẫn sống tốt chứ họ đó nên biết ơn ông vì tất cả mọi chuyện cái gì anh đang đe dọa tôi sao giờ thì ông đã hiểu lý do tại sao tôi tới đây chứ cái thương này làm sao bà cô có được nói vậy tôi không thể nói chi tiết được có điều ông chỉ cần biết có người cảm thấy điều này quan trọng nên đã đưa nó cho tôi và tôi cũng hụt hẫn không kém cho nên tôi mới tới đây để hỏi lại thử coi sao cái đám global mấy người đó thiệt tình không đâu ông đã trách làm người rồi chủ tịch không phải là người của global mà là đối thủ của ông người bên phía nghị viên thôi đang cố tình tìm cách để phá ông đó cái cái gì Cô nói cái gì đúng chính là nghị viên thôi à. À. người phụ nữ này không đơn giản đâu sao chú không vô trong lôi bà ta ra chứ chúng ta đã tính toán trễ một bước rồi. Bây giờ, phải chờ vào quyết định của ba cậu thôi. Ba của cậu đâu có phải người dễ lung lạc chứ. Chuyện này, thực ra là một cái bẫy. Đối thủ nhất định sẽ quan tin Global trước đây từng dính điếu tới ông. Rồi quan sát từng bước đi của ông như thế nào. Rõ ràng họ đang dăng bẫy. Cái này là bằng chứng rồi còn gì Sao mà họ làm như vậy được Tôi biết ông ta là người Có thể làm mọi cách để chiến thắng dương bà Đây không phải là phong cách của ông Tôi thừa biết Ông Thôi vô cùng lo lắng khi biết ông ra tranh cử Vì ông ta nghĩ rằng mình nắm chắc cái ghế đại diện Và bây giờ thì cái ghế đó lung lay rồi Không thể đánh bại ông một cách công bằng song phẳng được Cho nên mới nghĩ ra kế này thôi Đây là điều mà tôi cũng đang rất lo Tôi sẽ không cho họ được toại nguyên đâu. Không được. Tốt nhất không nên trực tiếp đối đầu với ông ta. Mọi người sẽ hiểu lầm ông đang tấn công thành viên bên nghị viện. Nếu như lời qua tiếng lại, thì chuyện tranh cử của ông coi như tới đây là kết thúc. Như vậy rất mạo hiểm. À, vậy thì cô nghĩ tôi phải làm sao? Nghị viên thôi. Là một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với ông. Hai người đụng độ nhau không tốt đâu hay là ông cứ để việc đó cho tôi làm ông thấy sao hả để cô làm hả chẳng lẽ ông không nghe người ta nói lấy nhu thắng cương sao cao tay hơn dùng chủ lực giải quyết nhiều thương lượng đàm phán mới là sự lựa chọn tốt nhất tôi cũng có bản lĩnh của mình mà ông thấy sao à... vậy cái này lỡ đâu có chuyện gì tôi nghĩ ông nên cất giữ nó thì tốt hơn cảm ơn cô đã giúp tôi tận tình như vậy nói cái gì vậy lâu nay ông đã hết lòng giúp đỡ cho tôi thì chuyện này có đáng là gì đâu thà là tôi không biết thì thôi còn biết thì không thể nào giả bộ ngó lơ để cho ông giải quyết một mình được à, tôi sẽ cố gắng hết sức mình giúp đỡ ông tận tình cho nên ông cứ tin tưởng ở tôi đi. Tôi với nghị viên nói chuyện hơi lâu phải không? Xin lỗi mọi người. Chúc bữa tối vui vẻ. Gặp lại ông sau nha. À, cảm ơn. Nè. Sao cô không ăn tối với chúng tôi luôn đi Cô Mỹ Nga Nghị viên có khách quý tới nhà mà Tôi cũng nên biết lúc nào nên tránh mặt chứ Chào anh Vậy thì Hẹn gặp lại sau nha Muốn hẹn thì đơn giản thôi Cứ vậy đi nha chủ tịch Con ra tiện khách sao bà lại tới tận nhà tôi bà gặp ba tôi có chuyện gì vậy tôi có vài chuyện quan trọng cho nên mới mạo muội tới thôi sao bà cứ bám theo ba tôi không tha gì hả bà trừng mỹ nga <laughs> bà đừng có tiếp cận ba tôi nữa Cô biết chưa nếu bà mà còn làm như vậy một lần nào nữa tôi sẽ không để yên đâu tôi cảnh cáo bà đó bình thường tôi thấy cậu cũng đã bận điệu lắm rồi sao cứ phải lo chuyện của người lớn chi vậy hẹn gặp lại sau nha luật sư phạm giờ phải làm gì đây ta từ giờ ba của cậu sẽ phải nghe theo trần mỹ nga này rồi <laughs> <laughs> dạ sản phẩm đứng nhất trong bảng xếp hạng là của công ty chúng tôi đó tôi nghĩ là anh nên thử qua sản phẩm đó một lần nha ta của mình sắp thủng luôn rồi nè khách gọi đặt hàng tới tấp luôn tôi cũng vậy đây là lần đầu tiên tôi thấy mệt như vậy đó nha <laughs> mình tranh thủ về đi chứ không là phải trả lời điện thoại nữa anh à nè hay là tối nay á mình đi uống bia đi được không ừ, câu này hay nhất trong ngày đó <cười> <cười> ủa cô không về hả cô mình thi tên công ty bây giờ lại thay đổi tên là misa đổi thành công ty xu dân tên này có ý nghĩa gì vậy thưa cô nói một cách ngắn gọn đó là chúng tôi đang cố đưa ra mọi thứ quay trở lại chúng tôi làm theo nguyện vọng của cố tổng giám đốc quỳnh tú dung phương châm là theo đuổi giá trị của vẻ đẹp tự nhiên chú trọng an toàn cho người tiêu dùng thôi dạ ờ, nhân tiện tôi muốn hỏi thêm cô hà mi điều này có tin cho rằng thị đã quyết định đầu tư riêng cho cô có thật vậy không chuyện này như thế nào chuyện đó không có ý nghĩa gì hết Tôi nghĩ ông ấy đầu tư vì giá trị của công ty, chứ không phải đầu tư vào cho riêng tôi. Ờ, tôi xin phép một chút nha. Xin lỗi mọi người. Minh Thi à? Minh Thi! Em muốn nói gì với anh thì nói nhanh lên đi Sao lại bỏ đi chứ Anh thấy tự hào lắm đúng không Hà Mi tài giỏi quá mà Nên anh muốn bên cạnh chứ gì <laughs> Mình Thi à Anh vô lo chuyện của anh đi Khi nào anh lo xong chuyện thì mình đi về Thì uh, chút nữa sau khi phỏng vấn Anh có hẹn điên tối với lại phóng viên Sau đó quay trở lại buổi họp để bàn tiếp công chuyện nữa Hợp à Hợp với ai chứ Với Hà Mi đúng không Em bị làm sao vậy hả Tổng giám đốc Mời anh vô chụp hình cùng với các phóng viên. Ừ, tôi biết rồi. Anh vào trong đi. Đây. <laughs> đây là sức quyến Xin rũ anh của anh phụ anh thiệu nữ thiệu mà tôi không bao giờ hiểu hết được. Họ giống như là những viên ngọc quý rất giỏi giang, thường khiết và quyến rũ vô cùng. <laughs> <laughs> Trời ơi Xúc động Anh làm tôi xốn sang gan ruột khi nghe những lời như vậy đó Trời tôi chết mất tôi Chủ tịch à Nếu như anh muốn ăn gì cứ việc gọi như vậy nè Cô giúp việc ơi Còn lúc nào cũng được hết trơn á Tôi lập tức xuất hiện ngay à ừ? Cảm ơn cô rất nhiều à... à, Ông Tuấn à ờ à, nãy giờ cứ thấy ông không bình thường ông đang lo lắng chuyện gì hay sao ờ à, đâu có có khách ở đây mà tôi bất cẩn quá à không có chuyện gì đâu ba sao trần mỹ nga lại tới nhà mình vậy ba ừ thì à, là chuyện riêng thôi không có gì quan trọng đâu cô bà nga tới đi đưa ông một thứ chắc ông nhận rồi đúng không à đúng vậy tôi đã nhận được rồi anh đang tự nhiên nghe nhớ chăm sóc ba của cậu cho cẩn thận đó xem sắc mặt của ba cậu tôi nghĩ chắc ổng đang có chuyện gì rồi chắc là con phải đề phòng cao hơn nữa rồi con sẽ không để người nhà của con phải gặp nguy hiểm vì bà trần mỹ nga để đâu chú không cần lo gì hết tôi cũng sẽ đề phòng không thể lơ là với cô ta để sau này con giới thiệu hà mi với người nhà con con sẽ kể họ nghe mọi chuyện về bà mỹ nga được rồi Tôi cũng phải cảnh giác hơn một chút nữa. Tôi sẽ dạch rõ bộ mặt thật của cô ta cho mọi người thấy. Cậu đi vô đi. À, chú gì cẩn thận nha. Anh ơi, có phải chủ tịch Thái Vinh không? À, em chạy nhanh về mà không kịp gặp rồi. Đáng lẽ em nên tranh thủ dậy sớm để còn kịp chào ông ấy một tiếng. Ừ, tình hình sao rồi anh? Ba sao rồi? Mẹ! À. Con thấy sao hả? Đừng có lo, không có gì đâu. Mau ngồi đi. Công việc của con sao rồi? À, bây giờ chuyện đó quan trọng sao hả mẹ? Mình chị có sợ khi thấy nhà mình thành ra như vậy không hả mẹ? Cũng may là cậu của con nhanh trí nói với con bé đây chỉ là một trò chơi. Con nghe nói là anh thấy Hưng sẽ gặp chủ tịch để thuyết phục ông ấy đó mẹ. Vậy thì có thể sẽ quản lại thôi Vậy sao Mẹ nghĩ có con rể là tổng giám đốc cũng có cái lợi Mẹ tính sẽ làm gì đây Nếu như mà phải giao lại hết tất cả mọi thứ Chúng ta sẽ sống sao đây mẹ Làm sao giành lại công ty được đây Mẹ à Mẹ có kế hoạch gì hay không Sao mình phải giành lại chứ Sao lại phải phức tạp như vậy Vậy thì mẹ tính sẽ bỏ công ty luôn thật sao Mẹ không thấy như vậy là bất công lắm hả Nếu con thấy quốc ức như vậy Sao con không đi cướp lại đi Sao mà con làm được Mẹ thì đang cố gắng làm tất cả để sống sót Còn con sao không có chút tự tin gì hết vậy Đã vậy còn làm mất luôn những thứ con đang có Đừng nói là cả chồng cũng mất luôn đó Mẹ à Mẹ nói sai sao Ngô Hà Mi, Nó đang cố gắng lấy lại mọi thứ Mà nó đã mất cách đây một năm đó Bây giờ có được công ty rồi nó sẽ làm gì nữa Mẹ cảnh cáo con Đừng có để bị lung lay nữa tôi không biết là sẽ làm gì cho cô thấy đau khổ nhất để Ngô Minh Thi mỗi lần nhắc tới Anh Thế Hưng thì nỗi sợ của cô lại hiện lên bộ cô lo mất chồng hả à? cô sẽ như thế nào nếu tôi cướp đi Anh Thế Hưng từ tay của cô đây chắc cô sẽ đau khổ lắm <laughs> hai người đang làm cái gì ở đây vậy ờ, chúng ta dừng ở đây đi dạ mấy người đó hợp suốt đêm như vậy thật sao sau khi sản phẩm đạt giải công ty chúng ta cần phải tiếp tục đưa ra sản phẩm mới trên thị trường nên anh mới yêu cầu hợp chuyện xảy ra ở dưới xưởng ngày hôm đó Chị cũng lên kế hoạch sẵn rồi đúng không Chị muốn hành hạ tôi chứ gì Nên muốn giữ lại anh đúng không Đây là ý của anh thôi Sao em cứ vô lý hoài vậy Như vậy đã đủ chưa Bởi vậy nên chị mới kêu ảnh làm tổng giám đốc Nắm quyền thay cho chị Tôi điên lên thì chị mới hả hê có đúng như vậy không Vui <laughs> rồi đó Thấy tôi như vậy chị hại lòng lắm có đúng không Ngồi Minh Thi <laughs> Cách đây một năm Mẹ của cô đã đến khách sạn mà tôi đã đặt cho ba mẹ tôi Đúng như vậy chứ Lúc đó mẹ của tôi Cũng đã gặp mẹ cô ở đó Cô thử nghĩ lúc đó mẹ tôi sẽ như thế nào <laughs> Giờ tôi thấy hình như Tình thế bị quán đổ cho cô rồi đó Gì Đi đi Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa Em bình tĩnh lại đi được không <laughs> Tới khi nào em mới dừng lại đây Em muốn hạ thấp mình tới bao giờ đây chứ Em xin lỗi Em em xin lỗi anh Tại em Tại em suy nghĩ quá nhiều chuyện thôi Rồi bởi như vậy nên mới tưởng tượng lung tung Anh à Em cảm thấy tổn thương khi nghĩ anh với Hạ mi Ở bên cạnh nhau như vậy Cả đêm em không thể nào chập mắt được Anh à anh không giúp cho em được hay sao anh thật sự không biết nên giúp em như thế nào nữa đây chỉ cần anh giữ chặt em là được thôi mà <cười> <cười> anh ạ à. <laughs> <laughs> dạ anh Anh Tú hả? Ờ, có chuyện gì mà gọi cho anh vậy? À, đáng lẽ em không nói nhưng đúng là như vậy đó. Ai là làm phiền tới em nữa vậy hả Hà Mi? Là ai? Em mau nói đi, anh sẽ xử lý hết cho coi. <laughs> Hà Mi à, mũi tin vô nghĩa mà họ bắn ra, em không cần giữ trong lòng đâu, chỉ cần né đi thôi. Em phải tránh thì mới bình yên được, có hiểu không hả Hà Mi? Dạ. Em đừng có quên em hẹn với anh đó nha Cho anh chút thời gian trong chuyện này đi Anh sẽ tới đó đón em Em biết rồi Gặp lại anh sau Anh anh Tú à Có quá nhiều mũi tên Đang ghim vào tim em rồi Nếu như chưa điều tra được cái chết bất thường của ba mẹ em Em vẫn cần phải cảnh giác hơn Em tin bà Trần Mỹ Nga sẽ bị trừng trị <cười> <cười> chắc anh nóng ruột rồi hả chủ tịch Thái Vinh? à đã kiểm tra lịch trình của nghị viên thôi chưa? Dạ có rồi đi tập tài liệu về vụ tiền bẩn ở Global bây giờ đã nằm trong tay mình rồi hay là bây giờ mình đem đi dọa nghị viên thôi? số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được lần này cô có ý đồ gì đây hả trần mỹ nga trợ lý đâu chuẩn bị xe cho tôi đi tôi sẽ tới nhà trần mỹ nga dạ tôi sẽ chuẩn bị liền trời ơi không có ai ở nhà đâu đừng có bấm nữa mà ủa chủ tịch thái vinh À, chủ tịch à anh đang làm gì ở đây vậy tôi có chút chuyện gấp định tới bàn công việc với cô mỹ nga hôm nay chắc không gặp được rồi à, à phải à, anh có muốn vào nhà tôi uh, uống một ly trà không À, tôi muốn hỏi Sao mấy bữa nay anh không gọi cho tôi vậy Chắc là anh nghĩ tôi là người phụ nữ không đứng đắn phải không Tôi không phải là loại dễ dãi đó đâu mà Nhưng mà tôi Tôi rất muốn biết lý do Tại vì tôi bị Quá khứ của cô làm cho tôi cứ ám ảnh Người đàn ông tên Steve Cô với anh ta là sao vậy Tôi thật sự Không thích chuyện đó cho lắm à, Trời 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 à, Nếu như anh để ý tới những việc gì anh ta thì không công bằng với tôi chút nào hết đâu nha món quà duy nhất mà anh ta cho tôi chỉ có cái cài áo này mà thôi tôi chỉ nắm tay anh ta có một lần thôi à chỉ có vậy thôi à, thật ra anh ta là tình cũ của trần mỹ nga đó à, bọn họ biết nhau từ khi còn sống ở bên philippines lẫn mà à phải rồi hồi đó trần mỹ nga đã nhờ anh ta lo cho em trai của cổ nữa đó à, thì ra là vậy tôi không biết gì mà lại hiểu lầm cô rồi mình đi ra ngoài đi tôi sẽ dẫn cô tới một nơi à, dạ hơi à, đi đâu vậy anh mẹ ơi à, à, như vậy không được rồi nếu con không chăm sóc con bé được á, thì cứ đi làm việc của con rồi đến đón nó sao má sẽ cho nó ăn, bác chăm sóc tử tế cho nó mà. Dạ yeah, bye bye cậu nha. <laughs> mình sẽ bị chị chửi chết luôn đó. <laughs> Minh Chi đâu? Con bé vẫn chưa ra hả? À, nếu chị Hai mà biết được thì sao đi? Chị sẽ chửi cho mà coi. Người đó là ai mà dẫn Minh Chi đi như vậy chứ? Có phải ông là nghị viên thôi không thưa ông? Cô là ai? Rất vui được gặp ông. Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với ông một chút được không? À, vậy cô gọi tới văn phòng đặt địch hẹn chồng đi rồi tới tìm tôi. Ông có nhiều bí mật quá đó ông nghị viên. À. Cô, cô là ai vậy? Tôi chỉ là thu thập những sự việc lớn từ năm 2009. Vẫn còn một trang nữa. Nếu ông kém mắt, để tôi đọc giúp ông nha ừ. là ai đã gửi cái này cho cô nói ra hơi dài dòng đó chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi nghị viên phạm tôi gọi vì chuyện hôm qua đó mà tôi nghĩ ông cần phải tới đây một lát ờ à, là nghị viên à xin chào ông à, ông đừng có đứng đó nữa mời ông ngồi xuống đây à được rồi à ông tới đây làm gì có chuyện gì sao hả uhm. nghị viên thôi mới đưa ra một quyết định đó có đúng không nghị viên thôi Là quyết định gì Y còn có phải là Về chuyện làm đại diện lần này Tôi sẽ chủ động rút lui Hả À sao lại đột ngột Đưa ra quyết định đó chứ Thật không hay nếu tôi với ông Cùng đấu đá tranh giành ứng cử Tôi sẽ kêu người của tôi Bỏ phiếu bầu cho ông nên ông yên tâm đi Có tình vui như vậy Nhưng không khí thì hơi nghiêm trọng đúng không nghị viên thôi à sao ông không rót một ly chúc mừng ông ấy cho nhiệm kỳ mới đi phải cho nghị viên phạm sự động viên để có thể làm tốt nhiệm vụ chứ à khoan đã để tôi rót cho ông trước nghe không sao cứ để tôi làm Ừ. Em chờ anh có lâu không <laughs> Mình đi thôi à, Thiệt tình mà nói tôi vẫn còn rất quan mang ừ. Nhưng bà cô Đã làm gì với nghị viên vậy <laughs> Người ta nói có câu Phải có lửa thì mới có khói chứ Tạo ra tin đồn nghĩa là Ông ta cũng có dứt nhơ về tin đồn đó Khi xem kỹ tôi thấy quả thật Ông ta đúng là đã nhận hối lộ từ nhiều người à, Chỉ có vậy thôi Tôi đâu có làm gì to tác đâu <laughs> Thiệt tình <laughs> Tôi nghĩ nếu như vậy, ông sẽ nhìn lại tôi với thái độ khoan dung mà trước đó ông đã làm. Tôi chỉ mong có vậy thôi. À, vậy thôi, hẹn gặp lại ông sau nha. Khoan đã, chờ một chút đi cùng My ra Dạ, có gì sao? Tôi hỏi cô, một chuyện nhỏ thôi trước không? À, ông cứ hỏi đi thật ra thì đây là câu hỏi rất khó giữa cô với chủ tịch thái vinh thật ra đã xảy ra chuyện gì à về chủ tịch thái vinh sao tôi hỏi vì thấy mỗi khi nhắc tới cô thì cảm xúc của anh ta giống như là người sắp lên cơn đau tim vậy đó ông đã hỏi thì tôi sẽ nói thật tôi cũng không giấu làm gì anh ta thực sự đã yêu cầu tôi qua lại riêng tư với anh ta đó nghị viên à ờ, cô nói cái gì anh ta đã bày tỏ nhưng tôi đã từ chối rất nhiều lần cứ sau một lần từ chối thì ông vinh lại đề cập vài thứ về công ty chuyện đầu tư cho ngô hà mi cũng là gì như vậy còn dọa là sẽ đuổi tôi ra khỏi công ty nữa ông không thể Sao ta lại xấu xa đến như vậy được chứ Rồi sau đó Anh ta bắt đầu làm ăn Với những người ở gần tôi Anh ta đi nói xấu tôi Với tất cả mọi người Ai cũng nghi ngờ chuyện của tôi Nếu không làm theo ý của anh ta Anh ta sẽ làm mọi thứ Để có thể uy hiếp tôi Đã có lần anh ta chỉ súng vào đầu tôi nữa ờ à, sao lại như vậy à, à, chủ tịch thái vinh anh ta thật sự à, là người như vậy sao <laughs> mới đó mà đã một năm rồi từ nào giờ mẹ của anh là người rất hay bị bệnh cho nên lúc nào anh cũng muốn được bảo vệ cho người khác bởi vậy anh đã tự hỏi lòng mình rất nhiều lần anh muốn giúp em là vì tình yêu hay là vì thương hại câu hỏi đó cứ đến rất nhiều lần Em có biết không Hà Bi Em là người mà anh yêu bằng cả trái tim Lúc ở đạp chiếu phim Đó là người mắng anh Chỉ không chịu đổi chỗ ngồi Khi ở lớp nấu ăn Đó là người đã hút đầu vào anh Rồi trách móc anh Đó là người đã nấu nướng Mừng ngày sinh nhật ba mình Cũng là người giành chiến thắng Trong buổi thuyết trình Vì muốn lấy lại công ty cho mẹ Hà My chính là người mà anh yêu.